Chào mừng các con đến với tiết học ngày hôm nay. Khuôn mặt của các bạn trong lớp có nhiều đặc điểm khác nhau. Các con có thể sử dụng nét và màu sắc để vẽ chân dung bạn đấy. Hôm nay, chúng mình cùng vẽ chân dung bạn qua bài mỹ thuật lớp 1, chủ đề 7, trường học yêu thương, bài 15, em vẽ chân dung bạn. Ở bài học này, các con cần chuẩn bị màu vẽ, bút chì, tẩy, kéo, hồ dán. Mục tiêu bài học: học sinh nhận biết được đặc điểm hình dạng khuôn mặt của một số bạn trong nhóm, lớp. Học sinh bước đầu làm quen với tìm hiểu vẻ đẹp của một số bức tranh chân dung của thiếu nhi và họa sĩ. Học sinh vẽ được bức tranh về chân dung bạn bằng nét, màu sắc theo ý thích. Học sinh trưng bày, giới thiệu và chia sẻ cảm nhận về bức tranh của mình, của bạn. Bước đầu biết được ứng dụng của tranh chân dung vào cuộc sống. Bài học của chúng mình gồm 2 tiết. Các con cùng nhau đi tìm hiểu. Tiết 1. Các con cùng nhau đi vào hoạt động đầu tiên. Quan sát, nhận biết. Các con hãy quan sát một số bức tranh chân dung sau và gọi tên một số màu sắc trong những bức tranh chân dung dưới đây. Trong các bức tranh xuất hiện, chúng ta thấy có màu nóng, màu lạnh, màu đậm và màu nhạt được kết hợp với nhau rất hài hòa. Tranh chân dung là tranh chủ yếu vẽ khuôn mặt người. Chúng mình chú ý nhé! Các con hãy quan sát tiếp một số ảnh chụp của các bạn học sinh. Và chúng mình hãy tìm đặc điểm khuôn mặt của bạn. Khuôn mặt người thường có 3 dạng đấy. Có thể là có dạng hình tròn, hoặc có dạng hình bầu dục, hoặc có dạng hình vuông. Chúng mình cùng trải nghiệm cách vẽ một số dạng khuôn mặt. Sau khi chúng mình biết cách vẽ một số dạng khuôn mặt, thì các con cùng nhau đi tìm hiểu cách vẽ chân dung. Các con có thể vẽ chân dung theo 3 bước sau. Bước thứ nhất, vẽ hình dáng khuôn mặt, vẽ cổ và một phần của vai. Bước 2, vẽ chi tiết, ví dụ như mắt, mũi, miệng, tai, tóc và quần áo. Bước 3, vẽ màu. Để các con hiểu rõ hơn về cách vẽ tranh chân dung, cô mời các con cùng theo dõi một đoạn video ngắn sau đây.
chúng mình cùng quan sát một số bài vẽ chân dung của các bạn học sinh để có thêm ý tưởng cho bài vẽ chân dung của mình. Bây giờ là thời gian thực hành của các con. Nội dung thực hành, con có thể quan sát hoặc tưởng tượng về một người bạn mà con yêu mến và vẽ bức tranh chân dung của bạn đó. Thời gian thực hành ở tiết học này đã kết thúc rồi. Các con cùng nghe dặn dò, bài sau hoàn thành bức tranh chân dung bạn. Các con hãy chuẩn bị giấy vẽ, màu vẽ, bút chì, tẩy. Chào mừng các con quay trở lại môn học mỹ thuật lớp 1, chủ đề 7, trường học yêu thương, bài 15, em vẽ chân dung bạn. Tiết 2. Ở tiết học này, các con tiếp tục thực hành để hoàn thành bức tranh chân dung bạn đang thực hiện ở tiết học trước. Chúng mình cùng quan sát lại một số bài vẽ chân dung của các bạn học sinh để hoàn thành bài thực hành tốt hơn. Sau khi hoàn thành bức tranh chân dung bạn, các con hãy chia sẻ cảm nhận về bài vẽ của mình với bạn bè hoặc với những người trong gia đình. Cô gợi ý cho các con bằng 3 câu hỏi. Con vẽ chân dung bạn nào? Khuôn mặt bạn có đặc điểm gì nổi bật? Con hãy tặng bức tranh chân dung cho bạn nhé. Khi tặng, con muốn nói điều gì? Các con cùng quan sát hai bức tranh sau để tìm hiểu nội dung vận dụng, sáng tạo của bài học. Con có thể vẽ nhiều khuôn mặt của người thân vào một bức tranh. Chúng mình có thể thực hành khi có thời gian rảnh rỗi nhé. Bài học hôm nay của chúng mình đã kết thúc rồi. Các con cùng nghe dặn dò. Bài sau, bài 16, ngôi trường em yêu. Các con hãy chuẩn bị giấy vẽ, màu vẽ, hộp đã qua sử dụng, bằng dính, kéo, hồ dán. Tạm biệt các con, hẹn gặp lại các con trong những bài học sau.